đã quay trở lại với channel của mình. Mình chính là Hia đây và chào mừng các bạn đã quay trở lại với một video mới của mình. Và trước khi bắt đầu video này, các bạn nhớ kéo xuống và đăng ký để ủng hộ thêm cho tôi, bởi vì theo lượt thống kê của YouTube hiện tại là chỉ có 5%, chỉ có 5% là mấy bạn đăng ký cho tôi thôi. 95% còn lại là mấy bạn chưa đăng ký đó, nên các bạn hãy giúp mình đăng ký để ủng hộ cho mình đây. Cảm ơn các bạn. Hey, bây giờ ngày hôm nay các bạn, mình mới có một cái ý tưởng mới rất là thú vị để thử lòng mấy đứa trong làng sinh tố, mấy đứa thành viên mới đó các bạn. Mấy đứa thành viên cũ thì mình làm rồi, nhưng mà mấy đứa thành viên mới này nó chưa có trải nghiệm các bạn à. Nên vì thế ngày hôm nay mình sẽ trải nghiệm cái việc đó. Chắc là các bạn coi cái tiêu đề video của mình thôi là các bạn cũng đủ biết á, là ngày hôm nay là mình làm gì rồi đúng không? Đúng vậy, đó chính là ngày hôm nay mình sẽ thử lòng cả tụi nó như thế nào nếu như mà mình rời khỏi team, rời khỏi cái làng này các bạn. Đó, nghe hấp dẫn chưa? Mới vô cái team, cái thằng trưởng team cái nó nghĩ bà nó luôn. Trời ơi, chắc cay cú lắm ha. Được rồi, bây giờ mình phải cần thêm một diễn viên phụ của mình nữa. Cho mày thôi. Vậy dạ, đây đây, có trò này chơi vui lắm. Trò gì? Nói đi. Bà nhớ cái mấy cái thử thách mà hồi xưa tôi cho anh thử lòng sinh tố team không? Đó là tôi giả bộ rời làng, rời team á, nhớ không? À có, trời ơi, tụi nó thờ đó không trời ơi, không. Trời ơi, khóc cạn nước mắt đó. Này, hôm nay tôi sẽ cho lịch sử lặp lại với cái đám làng sinh tố mới, bà hiểu không? Đu 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 đu, việc này nghe có vẻ là hay đó. Hay mà, bởi vậy bây giờ đi theo tôi qua làng bên bển để coi tụi nó đang làm cái gì chứ. Đầu tiên là mình phải cần thám thính tình hình đó các bạn. Thám thính tình hình xong là mình bắt đầu lên kế hoạch và mình thực hiện nó. Đâu rồi? Súp bần áo đang trong làng à. Ok. Ở đây trong gì hả? Ở đây có Toku luôn nè. Bữa nay có ai đây? À, ua Kemi, súp bần áo và Toku à. Ua, có bốn đứa luôn các bạn ơi. Đầy đủ luôn, đầy đủ luôn, đầy đủ gia vị luôn. Bây giờ qua đây. Mua gà rán ăn để mình lấy thông tin cái đã. Jimmy ơi, nhanh lên. Ok. Ôi, nhóc bánh. Gà rán hả? Đây, để em đưa mọi người nha. Một phần gà rán. Bây giờ để dọn gà rán vậy? Gà rán hả? Ok, hai phần, hai một phần đây. Có nước, có gì không? Coca, Pepsi. Coca. Ok, Coca luôn. Đợi em tí, đây để em lấy cho mọi người nha. Anh cho các bạn ngồi đi. Bưng các bạn ngồi nha. Qua đây ngồi Jimmy ơi. Ok. Rồi, bắn ra. Yêu đời nha. Tụi này đang yêu đời. Mình gà đây. Anh Tô Cô. Rồi. Gà rán đặc biệt. Gà rán đặc biệt hả? Ôi hello anh chị nha. Trời ơi, nay đi ăn ngộ không? Ngon quá. Mọi người chung với mọi người nè. Này mày. Gà rán với em luôn nè. Cái vấn đề, cái vấn đề ngày hôm nay là như này nè. Mày đi tìm thêm mấy đứa kia nữa đi. Có gì nha. Đi tìm thêm mấy đứa kia đi nha ơi. Có dâu rồi nè. Jimmy ơi. Nè Jimmy ăn phần của bà đi. Tôi ăn xong rồi. Ai, sao lắm, vậy sao buồn. Vậy à, sao buồn vậy ta? Sao chị gì buồn vậy? Chuyện này rất là căng thẳng thôi. Tôi mình đừng buồn nữa đi. Hãy vui lên. Đang ngồi hả? Hả? Vào đây. Rồi, gọi hai đứa kia nữa luôn đi. Căng thẳng đâu. Nhanh lên đây, kẻ Mỹ đâu, qua ngồi luôn đi, lẹ đi. Tự nhiên cái gì vậy? Vậy trời. Căng trời. Ui. Ai. Sao vậy mi hả? Bây giờ mấy đứa lên ngồi đi, cho anh nói cho nghe. Đang ngồi đi, nhanh chịu ngồi chỗ gà đó. Lên đây ngồi. Ngồi bên đây nè. Ai đúng rồi, tình hình bây giờ gia đình này vấn quá. Đề như thế này. Ơi trời ơi, mấy đứa có tiền không? Cho anh mượn ít đi. Tiền đi dài ha, đi dài em đi dài. Thôi đi dài thôi, đi dài thôi. Đi dài mẹ em có anh ơi. Nhanh tay nữa ha. Anh nói câu đó là lộn với ba đứa em rồi. Trời ơi, bây giờ không lẽ tụi mình một người trong team không lẽ rồi có thiếu tiền không giúp. Thôi nè, đó cho 1 đô đó. Trời ơi, đô cho đủ, anh cần 10.000. Rồi 10.000 đô đâu ra. Rồi, thế thôi. Thôi, không được thôi, thôi về cho mấy ơi. Trời ơi. Trời ơi. Mấy ơi, thành viên của sinh tốt team mà tụi mày đặt nghèo quá. Nghèo em mấy cái. Ơi, coi chừng hai ông bà đi quýnh bài mượn 10.000 đô luôn. Mượn gì mình nhớ. Đúng rồi. Jimmy à, bước đầu mà mình gọi là tiêm nhiễm vô đầu tụi nó là mình có nguy cơ rời làng là hợp lý rồi đó các bạn ơi. Bây giờ mình có cái lý do để mình rời rồi đúng không? Bây giờ cái bước tiếp theo á là mình chuẩn bị một cái vali để mình đi. Đúng rồi, đi về nhà chuẩn bị cái vali thôi các bạn ơi. Let's go. Rồi, có cái vali rồi. Bây giờ kế hoạch thôi, đi. Nhưng mà bà ở lại nha, để tôi một mình tôi đi thôi. Ừ,
tôi hiểu mà. Ok. À Miên, đi. Tôi xì đây. Cho nào. Ai mà hắn xì được con vịt của em? Xì cái gì? Ở vậy. Ai hắn được con vịt? Ai hắn được con vịt của em? Hello mấy đứa, là gì vậy? Xì cái này. Dạ. Đi đâu vậy? Tình thần như thế này, anh phải rời làng thôi. Ủa gì vậy? Ủa gì vậy? Được hả? À rồi. Anh vỡ nợ, anh vỡ nợ. Không. Ai, anh thấy là cái này không có vấn đề gì hết, nói chung là không vấn đề gì hết. Anh không còn hợp ở nơi này nữa nên anh đành phải rời làng đi thôi mấy đứa. Vậy ba tôi bị lẻ bỏ một tháng mà luôn. Anh suy nghĩ lại. Ủa? Đi, em cho anh một tuần để suy nghĩ á. Quan đi anh đi rồi làm gì? Đó là quyết định của anh rồi. Thôi tụi mày ở lại đi, anh đi. Ủa, đây. Chị Dâm thì sao? Chị Dâm có đi không? Chị Dâm đi sao? Cái gì? Anh đứng lại đây, anh mượn bao nhiêu tiền? Em cho anh mượn. Ai đòi nhiêu? Bao nhiêu tiền? Không, vấn đề không phải là tiền nữa mấy đứa. Ôi, anh à. Cái gì? Nếu như anh đã nhất định đi rồi thì em nói hỏi anh câu này. Nào, đây là câu cuối cùng. Anh đi rồi thì cho em làm trưởng làng nha. Sao này? Ui mày, tụi mày còn vậy nữa hả? Tụi mày giỡn mặt tao à? Ê, ai, anh à, điêu. Khi anh đi thì em có một điều muốn nói với anh. Mấy này cơ hội thiệt chứ. Cái nhà của anh khi mà anh đi rồi chắc cũng không ai ở đâu. Thôi, em ở đi sáng rồi. Bọn em nha. Thôi, anh đi đây. Kia hả? Mình hoàn hảo quá các bạn ơi. Tụi nó khóc sướt mướt luôn. Được rồi. Bây giờ mình phải đi vô sâu trong làng. Sau đó mình phải gọi là lẩn trốn các bạn à. Nhanh lên. Đi lẹ. Thôi được rồi, bây giờ tiếp tục kế hoạch của mình thôi. Để đi quan sát tụi nó như thế nào các bạn. Ok các bạn ơi, bây giờ tiếp theo là mình đã chuẩn bị 5 chai thuốc tàng hình rồi các bạn ơi. Bây giờ thì mình uống thuốc tàng hình và đi vô làng coi tụi nó sẽ như thế nào. Let's go. Đi thôi. La la la. Ây à. Skin của mình đã được tàng hình rồi. Sẽ không ai thấy mình đâu. Mình đã tàng hình. Được rồi, đi vào làng thôi mọi người ơi. La la la. Ôi, cái bà nội dâm diễn đúng rồi luôn các bạn ơi. Các bạn nhìn coi, bà nội dâm mi. Dâm mi bò luôn rồi các bạn ơi, căng đi cơ. Ô là trời, cái gì đưa mà nằm gì từ lứa luôn á mấy bạn ơi. Nhà giàu 400 tỷ không cho chúng ơi. Ảnh đâu có kiểu 10.000 đô đâu mới đụng cái cái này. Rồi, cãi lộn nhau rồi bạn ơi, căng thẳng rồi. Chị Mai đi đâu? Tụi em đâu có ngờ đâu. Em ơi em. Dùm mì diễn hết có ghê nhiều quá mấy bạn ơi. Bây giờ tính thì sao mọi người nghĩ đi. Tiếp lách đi. Để coi tụi nó làm gì đây. Để coi tụi nó làm cái gì đây các bạn ơi. Bây giờ ba người đây. Ai đi liền rồi anh đi đây. Đây tôi cho 1.000 đô. Đù. Vào thì cứu các bạn ơi. Cái gì đây? Đi dán xung quanh đi, đi tìm anh Hiha đi. Ai mà tìm được là tôi hưởng với 1.000 đô. Hết đủ. Rồi, 1.000 đô luôn kìa các bạn. Nó dạo vậy mà nó không cho mình mượn tiền. Các bạn thấy không, con này nó điếm thúi thiệt chứ. Dán đi, đi tìm anh đi. Để mình coi thử coi. Cái gì đây? Tìm người thân. Tên là Hiha, ngoại hình là tóc hồng nè, áo màu vàng và quần đen. 1.000 đô luôn kìa. Giàu dữ vậy. Vậy là dù các bạn thấy nó nhà nhỏ như vậy thôi thật. Và nó là giàu ngầm đó các bạn. Đại gia ngầm đó mọi người à. Ôi, được rồi, đủ tụi này đậu hơn ta. Ủa ơi, tụi nó dán kìa. Bây giờ mọi người đang đi tìm anh đi nha. Rồi. Mình anh sẽ đi chỗ nhà anh ngáo này. Nó đang có âm mưu đồ gì rồi các bạn ơi. Ủa, nó đi đâu vô nhà mình rồi các bạn. Đâu rồi, sổ đỏ nhà anh đi nhà lâu rồi. Cái gì? Mình sẽ có được căn nhà trưởng làng. Mày,
trời ơi, giao nhất cái lan này. Thằng này nó vì tiền rồi nữa rồi các bạn ơi, nó ham lam, nó lại dở cái trò ham lam của nó nữa rồi. Nó lại đi tìm gọi là sổ đỏ, sổ nhà gì của mình nè. Mình nè, thằng này nó đâu có biết rằng là mình làm gì có cất sổ đỏ đơn giản như vậy được các bạn ạ. Chị tủ quần áo toàn váy không trời kỳ ấy. Thằng này vô lục quần áo mình các kiểu lục đủ thứ luôn các bạn ơi. Đâu ta, ông nội đi giấu đâu mình bán sổ đỏ của ông luôn mới được. Tin chứ, sao đâu nhờ giấu đâu không biết, trong nhà cũng có cái ông nội giấu. Dùm mi tới, dùm mi tới. Mày làm cái gì cho nhà ai vậy? Ôi trời ơi, đâu có gì đâu chị ơi, trời ơi. Rồi. Mày có tự lấy đồ gì đúng không? Anh đi à, cực khổ quá. Em đi là trong nhà em tìm anh đi à. Thằng này nó mua đồ lẻ đi chứ mấy mày. Cái này là lỗi của em, lỗi trầm trọng luôn á. Đi tìm anh đi à. Ôi mày quá xem nó lỗi rồi trời. Nó lật mặt, nó lật mặt với bánh tráng trộn luôn các bạn ơi. Trời ơi, nó lật như bánh tráng nướng luôn các bạn. Thằng này không vậy là không được rồi các bạn thấy không? Kiếm gì vậy, kiếm gì vậy? Kiếm gì vậy nè? Ây, thằng này vậy không được rồi. Thôi kệ bả luôn đi các bạn ơi, nó cũng không tìm ra đâu. Mình đi tìm mấy đứa khác nữa coi Kimmy nó làm như thế nào coi. Ồ, nó đang làm gì các bạn, mua đồ gì như đây. Đi trời ơi, anh Nia đi rồi. Nhưng mà bây giờ mình làm cái cách này hoài nó cũng không có hiệu quả. Mà làm vậy biết đâu người ta tìm, người ta liên hệ với Giga Ua hay là ông Toku, sao mình có tiền được trời. Hay là giờ sao ta? Ha, anh Nia, chị Giúp My mà nha. Mình bắt chị Giúp My. Bắt chị Giúp My xong rồi mình sẽ liên lạc với anh Nhi Hát rồi đi ra trở về là mình sẽ có được 1.000 đô. Trời ơi trời, ai thông minh dữ vậy trời. Đi liền, đi liền. Chị Giúp My ơi. Hả? Vụ gì vậy Kim My? Hello chị Giúp. Trời ơi. Chị Giúp My ơi, chị đói bụng chưa? Nãy giờ đi hoài em chóng mặt quá à. Chị qua nhà em ăn bữa cơm. Con nhỏ Kim My này nó cũng ma lanh ma giáo thiệt chứ các bạn ơi. Chị ơi, đi qua nhà chị. Cũng khôn đó, cũng biết dùng cái đầu đó nha. Cũng biết dùng cái đầu để gọi là tìm được mình đó các bạn ha. Nhưng mà dễ, tụi nó đâu có biết được là kế hoạch của nó rất chi là hoàn hảo. Nhưng mà mình đâu có đi đâu đâu các bạn. Mình vẫn theo dõi tụi nó mà. Okay, coi. Thẳng tiện để mình coi con nhỏ này coi. Đi đâu nha. Muốn tiêu 1.000 đô cũng khó dữ trời. Đâu đúng là đại gia nói chuyện hay ghét thật chứ các bạn. Muốn tiêu 1.000 đô mà cũng khó. Được lắm. Ui, coi kìa. Từ từ chị bình tĩnh, bây giờ em nói chị nghe nè. Bây giờ á anh Nia anh bỏ đi rồi, mà chị á chỉ có chị là Nia thu nhất trong cái làng thôi, cho nên là thu bây giờ em nói rồi. Chị đấy, cho nên là rồi anh Nia sẽ phải nghe được cầu cứu của chị. Mi hai về đấy vừa trời được. Sao mà được, chắc này có được đâu, mày khùng quá. Còn được 1.000 đô nữa chứ bộ. Bây giờ được cho chị trăm chịu không? Trời ơi, ơi là trời đi. Trời ơi là trời. Chuyện này với mình các bạn ơi. Dạ, nó chói giùm mi lại kìa. Hả? Anh mi đỡ cứu tôi cứu. Bye bye. Cái vô nó thấy chói cái nó đi luôn rồi. Rồi bây giờ chị đợi em 5 phút, bây giờ em sẽ gọi anh Hi Ha nha. Rồi để mình nghe máy coi. Đi xa xa nghe máy mà nó nghe mình các bạn ơi. Rồi hợp lý. Alo anh Hi Ha. Alo ai vậy? Mày là Hi Ha đúng không? Anh đâu? Nó chở mày rồi nè. Mày đi qua đây. Con vợ tôi là ai vậy? Mày là Giúp My đúng không? Tao có nhiều vợ lắm mày ơi. Biết rồi, con Giúp My đó trong làng này đó. Tao đã bắt rồi, nó khôn khồn rồi, mày đi về. Mà mày tên mày là... Mày tên gì? Lộn, bí mật. Mày tên bí mật rồi lấy gì tao nói chuyện với mày được. Mày đi về đây, tao bắt cóc bí mật rồi mày còn hỏi tao. Anh nhỏ này láo cá đi chứ. Mày tên gì? Bây giờ tao sẽ kêu một cái biệt danh bí mật. Biệt danh luôn à? Là... Mày tên thật là mày tên Thiên Lý đúng không? Mày kêu tao sao không được. Bây giờ có tên á, mày kêu tao Thiên Lý luôn đây, ok. Mày đi về đây nhanh lên. Về đâu, về đâu? Về đây là về đâu? Mày đi về làng mày nè, ở trong làng mày nè. Làng tao bự lắm, biết đi về hướng nào. Mày cho cái địa chỉ rõ ràng, mày hiểu không? Ok, khó, mày khó. Tao hiện tại là tao đang đứng ở phía xa xa gần gần nhà của con Kimmy nè. Kiếm nó hiện ngay mày nhà con Kimmy đi. Rẽ nhà Kimmy luôn à? Đúng rồi. Vậy là mày Kimmy hả? Mày là Thiên Lý, tao nói lộn, tao nói lộn. Mày thà lơ là tao thử con đệ mày luôn á, mày đi về nhanh nha. Nhanh lên. Ok, gọi. Trời ơi, con nhỏ này hôm nay nó hổ báo quá nha. Hôm nay ở đâu nghĩ ra mấy cái trò này. Thường ngày thấy nó im vậy thôi. Mỗi lần mà nhắc đến tiền một phát là đầu nhảy xấu ghê ha. Đầu để vô coi nó làm gì coi. Đó, chị Dâm, chị yên tâm đi, 5 phút nữa thôi à. 5 phút nữa sao thôi chị đâu.
bài nhanh đi nha. Trời ơi, bây giờ chị nói cái đó bỏ chị đi luôn á. Em cho gà chị là ho lắm rồi đó, chị ngồi chị nói nhiều quá. Chị đi đây. Trời ơi, mày chó đâu mày kêu tao ăn mà kiểu vậy. Thôi mệt quá, bắt nó nhiều nó ở đây đi. Giờ chị em đi ra canh anh đi ha đây. Ôi giời ơi. Trời ơi. Còn kiểu này nữa hả trời. Thôi mấy cái đứa này nó ma lành quá các bạn ơi. Thôi để cho nó đỡ đi, đỡ tới mùa thu năm sau luôn các bạn. Bây giờ mình qua coi thằng Toku coi, theo coi thằng này nó kế hoạch gì đây. Dạ đi giờ nghe bừa đó nhật rồi. Mình sẽ tùng sống với làng này. Trời ơi mình đúng là một thằng thiên thanh ở làng này rất là lâu rồi. Lâu rất là lâu trước cả bọn này, chỉ sau mũi ha ơi. À dù mình đó. Cái bọn này bây giờ đừng giết đứa mình. Thằng này là mua đồ định làm tổng thống của cái làng này à. À thằng này như vậy là không được rồi. Ủa nó định đi đâu đây? Định đi đâu đây? Chuyện nhà thôi, chuyện nhà nha thôi. Tổng thống này của nhà nha chứ. Mấy thằng này lẹ đi chứ. Ơi con nhân làm tổ. Hôm nay là ngày gì không? Hôm nay chứ là ngày mà Toku được lên chức tổng thống. Vỗ tay nào. Ủa nghe. Ở đâu ra cái chuyện đó? Ủa đâu ra cái nhà? Còn đây em phân tích cho nghe nè. Hiha là người lớn nhất trong làng này, gái này đã đi rồi. Vậy còn ai? Còn chị đúng không? Mà chị thôi. Chị con gái không nên làm tổng thống. Để tổ em đây. Toku em có một vấn đề. Mấy bây giờ là em cho anh và 10 lần cái tiền đi tìm Hiha để em làm tổng thống ra. Có 1.000 là đi được. Ok luôn. Ở nhà em đâu có gì mà tiền. Thôi kệ. Trời ơi. Ta trao đổi á. Bây giờ ai làm tổng thống cũng được, nhưng mà cho tôi làm trưởng làng thì tôi đồng ý. Rồi dễ vậy hả ông? Không có chuyện đó đâu. Thôi bây giờ đứng đây em cho chị Dâm 1 đô nè. Trời ơi. Tụi nó lật lỏng tụi nó lật lỏng nó đồ làm tổng thống cái kiểu bắt cóc gì tùm lum tùm lá hết luôn các bạn à. Mấy thằng này thiệt chứ. Ủa chút gì tổng thống là phải bầu mới được, làm gì có cái chuyện này. Rồi đúng rồi ha, đúng rồi hợp lý á. Đúng rồi. Dạ không, bầu cho tôi đây, bầu cho tôi đây. Không, thì thôi bầu. Bầu cho tôi đây. Trời ơi, dạ cũng dễ thương. Trời ơi, cái con nhà giàu này chứ trời, bực cái bộ này chứ. Mơ chút xíu mà tụi nó làm loạn cả cái làng của tôi rồi. Trời đất ơi, là trời, vậy là không được rồi. Từ đây thấy gọi là tổng thống vô rồi nha mọi người. Không được, mình phải về làng thôi các bạn ơi, mình phải về làng thôi. Về làng thôi các bạn ơi. Đây, tiền nhiều chứ. Ngon, được. Mày nói gì vậy? Ủa? Trời ơi, để tôi mở ra cho bà cho. Thằng nào làm bà vậy? Tụi mày làm gì vậy? Tao đi du lịch có chút xíu mà tụi mày làm gì vậy? Đi ơi, không phải đi luôn hả? Chị, tao nói tao đi du lịch mà. Trời ơi, tụi mày nghe sao vậy? Con dâu hứa nó, anh vừa đi cái nó lên, nó làm quyền, nó lên đòi làm tổng thống luôn này. Rồi coi sao em đây cả không được luôn đấy. Cản luôn không được gì luôn ấy, nó trời ơi, này nó xạo nghe này cái gì đó. Anh đừng có nghe mấy người này, mấy người này tranh thủ là tổng thống của ông dâu ơi. Trời, chữ đó hiện vô đâu là tổng thống á. Trời ơi, con quỷ mày đỡ mày có tiền mày muốn làm gì mà làm hả mày? Đúng rồi, đừng có được rồi. Trời ơi, em có ngồi mà mấy người này nghe lời em gặp gặp luôn. Còn con nhỏ này mới là ngõ tệ là nó dám bắt cóc giùm mì của anh luôn kìa mấy đứa. Nó cũng là cái đứa nhà chồng gọi cho ông là thiên lý gì đó. Mấy đứa, nó dám bắt cóc người trong làng của mình. Bây giờ đưa vô tù cho tao. Đưa vô tù cho tao. Mày tốt phải chơi luôn, mày yêu đi mày đi về nhà, mày bắt con bồ mày đi vô tù cho tao vậy lên. Ai đừng mà. Còn con này mày lột bộ đồ mày vậy mày. Tổng thống mày mới sắm mà đẹp không? Tổng thống cái gì? Đạp. Trời ơi, mới lên được có chút xíu. Trời ơi. Mày là tổng đài đó chứ, mày đòi là tổng thống. Tổng đài đi về với mày. Tổng đài trời ơi là trời, mấy đứa này ma lạnh thiệt thấy ông Jimmy. Trời ơi, tưởng thế nào tôi vừa bỏ làng đi cái là tụi nó bắt bà tùm lum tùm le hết rồi. Trời ơi là trời, tức chết luôn á. Trời ơi, tôi giờ nó cứ lấy cái đồ nó mắc vô cái đầu tôi, nó kéo tôi hoài. Trời ơi là trời. Thôi, video của mình cũng đến đây thôi các bạn ơi. Nếu các bạn thích video này thì đừng quên để lại cho mình nút like, share nha. Còn bây giờ thì bye bye, nhớ đăng ký cho mọi người nha.